xin kính cáo tổ tiên đất Việt, liệt vị tiên tổ họ Đỗ Việt Nam. Về đây, về đây, chúng con đứng bên ngôi mộ tổ. Lịch sử 5000 năm của dòng họ Đỗ, đất nước nhận ghi giao ngôi mộ chủ quyền, đất linh thiêng hào khí. Thế thì báo cáo với các vị hôm nay là đại biểu quốc hội đến lễ dâng hương hôm nay gồm có một là bà Đỗ Thị Hoàng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh; thứ hai là ông Đỗ Văn Vẻ, phó tổng giám đốc tập đoàn Hương Sen và đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình; thứ tư là ông Đỗ Ngọc Liễn là đại biểu quốc hội khóa 13, và thứ tư là chị Đỗ Thị Thu Hằng. Là đại biểu quốc hội khóa 13. Chúng tôi xin tiến hành buổi lễ dâng hương mộ tổ họ Đỗ Việt Nam. Kính thưa liệt tổ, liệt tông nước Việt, xin mời bác Liên lên khấn. Xin kính cáo tổ tiên đất Việt, liệt vị tiên tổ họ Đỗ Việt Nam. Về đây, về đây, chúng con đứng bên ngôi mộ tổ. Lịch sử 5000 năm của dòng họ Đỗ, đất nước nhận ghi giao ngôi mộ chủ quyền, đất linh thiêng hào khí lưu truyền. Đời
Kính thưa liệt vị tổ tiên họ Đỗ Đậu Việt Nam, kính thưa hương hồn cụ thủy tổ Đỗ Thương và tổ mẫu cụ tiên, cụ Đỗ Quý Thị hiệu là Hương Vân Cái Bồ Tát, cụ Đỗ Xương hiệu là Thanh Trừ Tai Kim Cương, cụ Đỗ Triệu hiệu là Tịch Độc Thần Kim Cương, cụ Đỗ Kỷ hiệu là Hoàng Tùy Tàu Kim Cương, cụ Đỗ Cương hiệu là Bạch Tịnh Thủy Kim Cương, cụ Đỗ Trương hiệu là Xích Thanh Hỏa Kim Cương, cụ Đỗ Dũng hiệu là Địch Trừ Tai Kim Cương, cụ Đỗ Bích hiệu là Tử Hiến Thần Kim Cương, cụ Đỗ Trọng hiệu là Đại Thần Lực Kim Cương. Kính thưa hương hồn cố giáo sư Đỗ Tằng, nguyên trưởng ban liên lạc, người sáng lập ra Hội đồng Họ Đỗ Việt Nam và các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thành viên Hội đồng Họ Đỗ Việt Nam đã hy sinh vì Tổ quốc. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý cùng toàn thể bà con cô bác, trai gái dâu rể Họ Đỗ Việt Nam, hôm nay ngày 12 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ, tức là ngày 4 tháng 11 năm 2014, tại Gò Thiền Từ, Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, nước Việt Nam, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của Họ Đỗ Việt Nam, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, Hội đồng Họ Đỗ Đậu Việt Nam long trọng tổ chức lễ dâng hương mộ tổ Họ Đỗ Đậu Việt Nam. Thay mặt Hội đồng Họ Đỗ Đậu Việt Nam và các vị đại biểu cùng toàn thể bà con cô bác Họ Đỗ Đậu Việt Nam, xin kính dâng lên tổ tiên lòng biết ơn sâu sắc vô hạn của hơn 8 triệu người con Họ Đỗ Việt Nam. Xin tổ tiên anh linh về thụ hưởng, phù hộ cho Họ Đỗ Việt Nam an khang, thịnh vượng, mã não, thành công. Chúng con xin đồng thuận, đồng tâm, đồng tộc, đồng lòng kính bái. Giới thiệu với các vị là hôm nay có đoàn đại biểu Quốc hội, những người con ưu tú của Họ Đỗ Việt Nam đại diện cho đoàn đại biểu Quốc hội hôm nay đến dự lễ dâng hương. Tôi xin trân trọng kính mời chị Đỗ Thị Hoàng lên phát biểu ý kiến. Quân sư của các bộ quân sư của các quân sư và cũng như các bác, các anh, các chị từ mọi miền của đất nước, thay mặt cho Họ Đỗ Việt Nam tụ hội về đây dâng hương mộ tổ đoàn đại biểu Quốc hội ở của khóa 13 có 11 đại biểu Quốc hội, trong đấy có đồng chí Đỗ Bá Tị là tổng tư lệnh, là tổng tham mưu trưởng quân đội người nhân dân Việt Nam, và các đồng chí trong lực lượng công an, rồi trong các cái lực lượng từ các cái địa phương trong cả nước. Hôm nay được Hội đồng Đỗ tộc Việt Nam mời về đây cùng dân hương mộ tổ. Anh em chúng tôi xin được cảm ơn đến Đỗ tộc đã chia sẻ cùng với đại biểu Quốc hội, và chúng tôi thành tâm kính hương lên mộ tổ, biết ơn tổ tiên đã để lại phúc đức cho đời sau con cháu trưởng thành, và cầu xin hương linh tổ tiên phù hộ cho đất nước bình an, nhân dân ấm no hạnh phúc, chủ quyền được trọn vẹn, và con cháu đồng lòng một mình dạng xây dựng quê hương đất nước trong thời gian khó khăn này, và xin phù hộ cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, làm điều lành, tránh điều xấu, và xin kính lễ. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn các ông, các bà, các bác, các anh chị hậu duệ của Họ Đỗ Việt Nam Phương hôm nay đã về đây, có những đoàn rất xa từ Vĩnh Phúc cũng trở về.
thì hôm nay vì vậy là cái đường xa thì các vị đã về rất sớm để có bảo dân của tổ một chút lòng thành của dân yên tiết tổ, đó là cái tâm nguyện của mỗi người chúng ta, ai cũng muốn dâng cái lòng thành của mình lên tiết tổ để xin tổ tiên phù hộ trì cho mọi nhà ấm no an lành phúc. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành và cảm tạ tất cả các quý vị có mặt tại buổi hôm nay, xin trân trọng cảm ơn. Xin kính cáo tổ tiên đất Việt, liệt vị tiên tổ họ Đỗ Việt Nam. Về đây chúng con đứng bên ngôi mộ tổ, lịch sử 5.000 năm của dòng họ Đỗ. Đất nước nhận ghi giao ngôi mộ chủ quyền, đất linh thiêng hào khí lưu truyền. Đời nối đời cháu con dòng họ Đỗ, chúng con nguyện bảo tồn ngôi mộ chúng con.
năm của dòng họ Đỗ. Đất nước nhận ghi giao ngôi mộ chủ quyền. Liệt vị tổ tiên đất, kính thưa liệt vị tổ tiên nước Việt, kính thưa liệt vị tổ tiên họ Đỗ Đậu Việt Nam, kính thưa hương hồn cụ Thủy Tổ Đỗ Thương và tổ mẫu Ngũ Tiên, cụ Đỗ Quý Thị hiệu là Hương Vân Cái Bồ Tát, cụ Đỗ Xương hiệu là Thanh Trừ Tai Kim Cương, cụ Đỗ Triệu hiệu là Tịch Độc Thần Kim Cương, cụ Đỗ Kỷ hiệu là Hoàng Tùy Cầu Kim Cương, cụ Đỗ Cương hiệu là Bạch Tịnh Thủy Kim Cương, cụ Đỗ Trương hiệu là Xích Thanh Hỏa Kim Cương, cụ Đỗ Dũng hiệu là Địch Trừ Tai Kim Cương, cụ Đỗ Bích hiệu là Tử Hiển Thần Kim Cương, cụ Đỗ Trọng hiệu là Đại Thần Lực Kim Cương. Kính thưa cố giáo sư Đỗ Tòng, nguyên trưởng ban liên lạc, người sáng lập ra hội đồng họ Đỗ Việt Nam và các anh hùng liệt sĩ cùng bà mẹ Việt Nam anh hùng và các vị thành viên họ Đỗ Việt Nam đã hy sinh vì tổ quốc. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con, cô bác, trai, gái, dâu, rể họ Đỗ Đậu Việt Nam. Hôm nay ngày 1 tháng 2 Ất Mùi, tức là ngày 20 tháng 3 năm 2015, tại Gò Thiền Tự, Vân La, Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, nước Việt Nam, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của họ Đỗ Việt Nam, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, hội đồng họ Đỗ Đậu Việt Nam long trọng tổ chức lễ dâng hương mộ tổ họ Đỗ Việt Nam. Thay mặt hội đồng họ Đỗ Đậu Việt Nam và các vị đại biểu cùng toàn thể bà con cô bác họ Đỗ Việt Nam, xin kính dâng lên tổ tiên lòng biết ơn vô hạn của hơn 8 triệu người con họ Đỗ Việt Nam, và xin trân trọng kính mời tổ tiên lên đền Hùng, tỉnh Phú Thọ dự lễ họp mặt lần thứ 18 họ Đỗ Đậu Việt Nam. Chúng con kính dâng lên tiên tổ vật phẩm hương hoa, tỏ chút lòng thành, lời thỉnh cầu thấu đến trời xanh, xin tổ tiên anh linh về thụ hưởng, phù hộ độ trì cho họ Đỗ Việt Nam an khang thịnh vượng, mã đáo thành công. Chúng con xin đồng thuận, đồng tâm, đồng tộc, đồng lòng kính bái. Xin kính cáo tổ tiên đất Việt, liệt vị tiên tổ họ Đỗ Việt Nam. Về đây chúng con đứng bên ngôi mộ tổ, lịch sử 5.000 năm của dòng họ Đỗ. Đất nước nhận ghi giao ngôi mộ chủ quyền, đất linh thiêng hào khí lưu truyền. Đời nối đời, đời nối đời, cháu con dòng họ Đỗ, chúng con nguyện bảo tồn
Kính thưa các vị, trong họ Đỗ Việt Nam, tôi đã lấy được 11, xin được 11 chân hương của các vị tổ tiên họ Đỗ Việt Nam và đựng trong hộp này để mang lên đền Hùng làm lễ. Xin kính cáo tổ tiên đất Việt, liệt vị tiên tổ họ Đỗ Việt Nam. Về đây chúng con đứng bên ngôi mộ tổ, lịch sử 5.000 năm của dòng họ Đỗ. Đất nước nhận ghi